đây, 7 con đá không? 4 con luôn, à đâu, 3 con. Ừ, đến đông à? Đến đông lắm. Nắng quá, ôi, sang lên. Đến đánh nhiều đấy, ôi giời kìa. Rồi anh đừng để nó nhìn thấy nha. Anh đừng để nó nhìn thấy nó nhân nó nha. Con này nó khô lắm đấy. Đang búng cánh nha. Chào tất cả mọi người cùng đam mê. Đây là hành trang của hai anh em chuẩn bị đi bẫy chim cho ngày hôm nay. Đi về. Anh này là khách quen. Anh này đến từ Bali. Đến từ Nam Hồng Đông Anh. Nam Hồng. Tôi Nam Hồng nhớ. À gì nhỉ? Chợ ấy chứ. Rồi chỗ này rất là đẹp. Đi. Thời tiết hôm nay thì quá là đẹp luôn anh em ạ. Quê mình này. Rộng. Chỉ được cái hồ rộng thôi. Hy vọng hôm nay sẽ có được clip bẫy chim hay cho anh em xem. Thì anh em đợi mình đi đến bãi đánh nhỏ. Anh em ở đây lúc nãy nó vừa mình nhìn thấy một đàn trào mào nó xuống cái vũng nước này nó tắm này. Rất là ít lương luôn. Còn mình thì bẻ cây chuối đằng kia, có anh em đứng đợi lớp để đặt lồng bẫy này. Nhưng mà đi đàn này thì khó bẫy lắm anh em ạ. Trưa thì nắng. Trong chuối ấy, đấy xuống đấy, xuống tắm đấy. Xuống tắm nhiều. Đó, vẫn còn một con đâu hết rồi. Đấy, xuống này. Xuống tắm đi. Ngồi xa quá, chẳng nghe rõ tiếng nhỉ. Cái đồ nhiều nhiều. Tắm. Giờ nhìn tắm này, anh em nhìn thấy chưa? Ôi giời. Chim đấu không mà quay chim tắm đâu. Mỗi... Đấy, nó xả xuống đấy. Này, giờ này quay chim đấu. Chim thôi. Cái đàn xuống tắm ở đâu hết rồi? Nhiều thế nhỉ? Nhiều lắm. Ui, đàn kia vẫn xuống tắm kìa. À, đây đang chụp bộ cánh này. Này đúng nhạt đám cưới cái mách gì. Ừ, con bung cánh. Con bung cánh nhiều nhỉ? Sợ nó đang rót nó thế kìa. Đánh đi con. Nó gọi được hội đấy. Cái đàn xuống tắm ở đâu rồi? Nó thôi đi rồi. Nó lại dàn bãi tắm rồi. Anh em ơi, sau khi chuyển chỗ này. Thấy con này, cặp này nó phải thích đánh chỗ kín rồi mọi người ạ. Ngồi chìm to. Bên ngược sáng quá. Cả đôi đều to luôn. Rồi, chim đẹp đấy. Chuyển chỗ này là có khi cơ hội được rất cao rồi. Xong đấy. Mồi đang rút rồi. Chỗ này mình không có chiểm lắp thì anh em xem thông cảm nhé, hơi ngược sáng tí. Đấy, nó mà check cho mình này thì đẹp không?
cái điểm mất điểm sáng. Bị còn mái đẹp anh em. Này điểm này đẹp nhất này. Này mọi người xem bóng bộ của em nó này. Phi. Nó nhìn đến nóc lồng rồi anh em ơi. Đấy. Đấy, quanh. May không sập. Xong rồi anh em nhá. Xong rồi. Cuối cùng thì 3 lần đổi chỗ thì đã xong. Rồi. Ui giời ơi, hết trần. Bị hơi ngược sáng anh em ạ. Được rồi anh ơi. Mẹ mọt trần quá. Ui à, anh em đi cả buổi trưa đổi bao nhiêu chỗ. Mẹ mệt hết cả người. Thôi đừng mổ nữa. Lại làm cụm lông rồi này. Thôi con. Ôi đợi đến dốc hết đuôi của nó rồi. Mẹ cái con này. Ôi nó làm cụm lông rồi. Ôi chìm già. Đuôi anh xem đâu đuôi nè. Đuôi này toàn chim à, màu cao luôn. Mẹ mày nữa. Đi bắt mỏi hết cả tay. Không đổ nó nữa. Nào lông đuôi đâu anh, đem cái túm lông đuôi đây. Mấy cái liền cơ mà, nhiều lắm. Ôi. Mồi già lập công liên tội. Lúc làm nó điện. Rồi để em gỡ để em xem quay bóng bộ cho anh em nó xem. Quá nhiều mà không bẫy được nhỉ. Đây bóng bộ con chim anh em nhá. Đây. Mất nửa đuôi vì con mồi mình nó mổ. Cuối buổi lại được chim bộ. Rồi, xin chào anh em và hẹn anh em trong clip tiếp theo. Đấy là con mái.